Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, gói hỗ trợ 2% lãi suất theo nghị quyết 11 của Quốc hội và nghị định 31 của Chính phủ nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc một số nhóm ngành lĩnh vực gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã được triển khai 6 tháng nay. Vậy việc triển khai gói hỗ trợ này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ra sao? Kết quả như thế nào? Còn những vướng mắc gì cần được gỡ bỏ là nội dung sẽ có trong mục chuyện từ Phú Hiến hôm nay. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin kinh tế và mục tiêu dùng thông thái mà chúng tôi mới cập nhật. Mười một tháng năm 2022, kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng 10,32% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại và dịch vụ là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 50.412 tỷ đồng, tăng 47,28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 50.000 tỷ đồng, vượt 154,58% kế hoạch năm. Hoạt động đầu tư có nhiều khởi sắc, thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương tăng khá, ước đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh có 507 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, trong đó 15 dự án đăng ký mới. Tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, mới diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch, liên danh các nhà đầu tư dự án gồm Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị TDH Ecoland, Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Đô thị Hàn Quốc tại nước ngoài, Công ty Xây dựng KBI và Ngân hàng Shinhan. Dự án có tổng vốn đầu tư 77 triệu đô la Mỹ, quy mô sử dụng đất trên 143 ha, địa điểm tại hai huyện Khoái Châu và Ân Thi. Khu công nghiệp sạch hướng đến thu hút các nhà đầu tư với những ngành nghề sạch, ít tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản phẩm OCOP, Sở Công Thương Hưng Yên đã xây dựng 5 điểm để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh tại xã Trung Nghĩa và xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ và thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ. Tỉnh Hưng Yên hiện đang có 140 sản phẩm được công nhận OCOP của hơn 50 chủ thể, trong đó có 115 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 25 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Trong dự thảo nghị định mức thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% với xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Thời gian giảm phí là 6 tháng kể từ khi nghị định có hiệu lực, dự kiến áp dụng trong năm 2023. Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí áp dụng cho ô tô chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi từ 130.000 đồng trên tháng đến 1.430.000 đồng trên tháng. Trong đó, mức phí xe chở người dưới 10 chỗ là 130.000 đồng trên tháng, từ 10 chỗ đến 25 chỗ là 390.000 đồng trên tháng, 40 chỗ trở lên là 590.000 đồng trên tháng. Đề xuất này nhằm góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Ước tính nếu áp dụng, ngân sách năm 2023 sẽ giảm khoảng 390 tỷ đồng. Tại hội nghị trực tuyến về tình hình cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ giữa năm đến nay, trên 1.200 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất đã làm ảnh hưởng tới 472.000 công nhân, trong đó 41.500 người bị chấm dứt hợp đồng lao động, chiếm 8,8%. Việc sa thải, cắt giảm giờ làm chủ yếu xảy ra ở doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, chế biến gỗ, thủy hải sản, gia công linh kiện điện tử, cơ khí. Nguyên nhân là hàng loạt doanh nghiệp mất đơn hàng dịp cuối năm khi các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản cắt giảm tiêu dùng, khó khăn về nguyên liệu, chi phí tăng cao lẫn chịu biến động từ tình hình thế giới. Nhằm thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS triển khai chương trình ưu đãi cho người dân thực hiện thanh toán dịch vụ công, nộp các nghĩa vụ tài chính trên cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 25 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2023. Cá nhân thực hiện thanh toán bằng thẻ nội địa NAPAS, tài khoản ngân hàng, quét mã QR thông qua cổng thanh toán NAPAS được hưởng ưu đãi hoàn tiền 30%, tối đa lên tới 500.000 đồng đối với các giao dịch có hóa đơn tối thiểu từ 100.000 đồng. Áp dụng cho 4 dịch vụ công gồm thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính, nộp thuế cá nhân, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản. Thưa quý vị, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ là giải thưởng cao quý nhất của nhà nước dành tặng cho các tác giả và các đồng tác giả của các công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Và tin vui là tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, doanh nghiệp đại diện cho thương hiệu gốm đất Việt với nhiều sản phẩm gạch ngói cao cấp được người tiêu dùng tại Hưng Yên tin tưởng lựa chọn đã vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho một công trình rất ấn tượng.
Công trình nghiên cứu công nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt trong sản xuất ngói cao cấp của ông Nguyễn Quang Mâu và 10 đồng tác giả. Công trình nghiên cứu công nghệ nghiền phối liệu cho sản xuất ngói đất sét nung bằng phương pháp khô, siêu mịn, tạo hình dẻo. Nhờ công nghệ này, nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm ngói đất sét nung đã được đa dạng hóa, góp phần tiết kiệm năng lượng, tài nguyên không tái sinh, không phát thải, chất thải rắn, hướng đến sản xuất tuần hoàn. Đó là những hình ảnh tôn vinh công nghệ nghiền khô siêu mịn mà anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt và các đồng tác giả đã dày công nghiên cứu, tất cả đều xuất phát từ thực tế với góc nhìn và hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp. Đầu tiên là nghĩ đến tiết kiệm, nghĩ tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí gia thành, tăng sức cạnh tranh, xuất phát từ đó. Và từ cái việc đây là lợi ích kép, đấy, tận thu được cái đất cứng này, tận thu khí thải này, tận thu nước thải công nghiệp là hoàn toàn gọi là lợi ích kép, nhưng không phải đơn vị nào cũng nhìn ra được. Đất Việt luôn luôn khát vọng khoa học, vẫn lấy khoa học kỹ thuật làm then chốt. Với sự dày công tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm từ ngàn lần thất bại để thành công và ý nghĩa quan trọng mà công trình nghiên cứu của Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt mang lại cho xã hội đã xứng đáng được vinh danh ở giải thưởng cao nhất về khoa học công nghệ, giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quang Mâu đại diện cho 11 đồng tác giả của công trình nghiên cứu công nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt trong sản xuất ngói cao cấp. Ngoài giải thưởng Hồ Chí Minh thì Gốm Đất Việt cũng đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá khác, và quan trọng hơn cả chính là sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước khi sử dụng sản phẩm của Gốm Đất Việt. Thưa quý vị và các bạn, gói hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị quyết 11 của Quốc hội và Nghị định 31 của Chính phủ nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc một số nhóm ngành lĩnh vực gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, phục hồi và tăng trưởng. Ngành ngân hàng với vai trò được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện gói hỗ trợ này đã cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ bằng việc ban hành thông tư 03 hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện. Vậy thực tế việc triển khai gói hỗ trợ này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ra sao? Kết quả như thế nào? Còn những vướng mắc gì cần được gỡ bỏ? Chuyện từ Phú Yên hôm nay sẽ đề cập đến câu chuyện này. Là một doanh nghiệp nhỏ chuyên chế biến nông sản ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hải Quân đã sớm được cán bộ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hưng Yên phổ biến Nghị định 31 của Chính phủ về gói hỗ trợ lãi suất 2%. Vì thế, trong bối cảnh bị ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch COVID-19, nhưng doanh nghiệp vẫn được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp. Tôi là đang vay của nhà nước là 1.2 tỷ, lãi suất là 0.8, nhà nước đã hỗ trợ là 2%, còn 0.6. Trong lúc khó khăn là gia đình mà được 1.2 tỷ là cũng bớt được các cái khó khăn trong lúc coi như là dịch Covid. Gia đình cũng rất cảm ơn Đảng, Chính phủ coi như quan tâm đến các cái công ty nhỏ. Chỉ là một hộ sản xuất nhỏ, nhưng ngay sau khi Nghị định 31 của Chính phủ có hiệu lực, chủ cơ sở sản xuất chế biến da của anh Trương Huy Hiệp ở thôn Bắc Nam Phú, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động đã được cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Kim Động tiếp cận phổ biến chính sách, hướng dẫn hồ sơ thủ tục nhanh gọn để được vay nguồn vốn hỗ trợ 2% của Chính phủ. Tuy số vốn được hỗ trợ lãi suất mới được 100 triệu đồng, nhưng với anh thì rất ý nghĩa. Chưa thể tiếp cận tối đa được nguồn ưu đãi của Chính phủ đề ra, mà bản chất chúng tôi cũng đã đi thảo luận và tìm hiểu, cũng cố gắng hết sức, nhưng mà thực tế là cũng có một chút là về vấn đề thủ tục về hóa đơn chứng từ mình không hoàn thiện để không thể để đáp ứng được điều kiện. Để nắm bắt tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ, kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của ngân hàng và khách hàng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hai đoàn công tác làm việc với một số chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Qua báo cáo và thực tế làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn cho thấy, các ngân hàng đã nghiêm túc, tích cực triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31. Chi nhánh đã tổ chức triển khai tập huấn cũng như đào tạo và hướng dẫn cho toàn thể các đồng chí trong ban lãnh đạo và các đồng chí cán bộ trực tiếp làm cái công tác tín dụng, tức là những cái bộ phận mà có liên quan đến cái việc mà cho vay hỗ trợ lãi suất 2% này,
và chi nhánh cũng đã thiết lập cái đường dây nóng hỗ trợ khách hàng 24/7. Thì tại các cái cuộc họp của hiệp hội doanh nghiệp cũng như là hội nữ doanh nhân cũng đều có những các cái công tác truyền thông đối với cả cái việc mà hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo 31 của chính phủ và 03 của ngân hàng nhà nước. Thế tuy nhiên thì khi mà có những các cái hướng dẫn cụ thể về cái thủ tục hồ sơ thì sau đó thì cũng không nhận được các cái phản hồi về cái việc đề nghị hỗ trợ lãi suất của các cái đơn vị. Mặc dù được truyền thông đầy đủ qua các kênh, nhưng đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình trên địa bàn tỉnh mới đạt hơn 217 tỷ đồng. Mới có 18 khách hàng được hỗ trợ lãi suất. Số tiền các ngân hàng đã hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 cho khách hàng chỉ đạt 533 triệu đồng. Trong tổng số 23 chi nhánh trên địa bàn tỉnh, mới có 6 chi nhánh giải ngân được gói hỗ trợ này. Nhiều nhất là Ngân hàng Kỹ Thương chi nhánh Hưng Yên giải ngân cho 4 khách hàng với dư nợ gần 193 tỷ đồng. Tiếp đến là Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Hưng Yên, 2 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên, Ngân hàng Á Châu và Ngân hàng An Bình. Mỗi ngân hàng giải ngân được từ 2 tỷ đến hơn 5 tỷ đồng. Đây là một chủ trương rất lớn. Thế tại sao được cái số lượng mà khách hàng đủ điều kiện và khách hàng được hỗ trợ nó ít thế? Thì cũng qua rà soát trên cơ sở cái thực tế địa bàn, nó có cái 5 cái khó khăn vướng mắt mà cái lý do mà tại sao mà cái hiệu quả của cái định 51 nó trên địa bàn nó đạt cao. Cái thứ nhất ý, thì đây cái nguồn hỗ trợ là nguồn từ ngân sách nhà nước, nên là một cái cốt yếu nhất là anh phải thực hiện cái chính sách chế độ đối với nhà nước. Nói ví dụ doanh nghiệp, anh phải thực hiện chế độ thuế thì báo cáo tài chính của anh vay vốn hoặc là báo cáo doanh nghiệp là phải là báo cáo của thuế. Cái thứ hai là một số khách hàng thì có phản ánh là thì người ta rất quan ngại về cái việc mà thanh kiểm tra giám sát sau này đối với công tác hỗ trợ lãi suất. Cái lý do thứ ba nữa thì đặc biệt lý do là đối với khách hàng là cá nhân, thì báo cáo với đồng chí là hầu đại đa số khách hàng mà nằm trong cái lĩnh vực đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất này thì hầu như là khách hàng nhỏ lẻ ở nông thôn, là không có đăng ký kinh doanh. Trong quá trình giải ngân thì gặp khó khăn. Việc đáp ứng đầy đủ chứng từ theo thông tư 21 của ngân hàng nước là khách hàng rất là khó. Với quan điểm không để khách hàng đủ điều kiện đúng đối tượng không được vay từ chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, tại buổi làm việc với các ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên đều yêu cầu. Thế bây giờ là lãi suất của ngân hàng thì bắt buộc phải theo cái xu hướng toàn cầu. Vừa rồi ngân hàng nước là tăng 2 lần lãi suất, mỗi một lần là 1%. Và từ đó là các ngân hàng thương mại là tăng lãi suất từ gửi. Thì rõ ràng bây giờ là đang dồn đến doanh nghiệp, đang dồn đến người dân, đang dồn đến hợp xã, là lại cộng thêm với cả cái lãi suất tăng. Thế thì đây là hết sự ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, của Quốc hội để hỗ trợ người ta 2% này thì người ta khỏe, mà doanh nghiệp khỏe, hợp tác xã khỏe, khách hàng vay vốn khỏe thì ngân hàng mới phát triển. Yêu cầu các phòng doanh nghiệp cá nhân rà soát hết lại các đối tượng theo cái nghị 31 đối tượng được hỗ trợ theo lãi suất, rà soát lại nữa, lên danh sách lại một lần nữa. Đến thời điểm này, ở doanh số cho vay bao nhiêu, dư nợ bao nhiêu và đối tượng nó thế nào, và nắm chắc cái hồ sơ cho vay, chứng từ giải ngân thế nào. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên cũng ghi nhận các ý kiến của khách hàng và các chi nhánh để kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở rộng điều kiện về hỗ trợ lãi suất cũng như các nguyên tắc hỗ trợ lãi suất, giảm bớt hồ sơ, điều kiện cũng như các tiêu chí đáp ứng chính sách hỗ trợ lãi suất của Nghị định 31 và Thông tư 03 để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận được gói hỗ trợ. Đặc biệt là vấn đề nới zoom tín dụng cho các ngân hàng thương mại để việc cung cấp vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thuận lợi. Đó mới là nhu cầu chính yếu của doanh nghiệp thời điểm hiện nay để có đủ nguồn vốn khôi phục, ổn định sản xuất, đóng góp thiết thực vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế sau giai đoạn khó khăn, đóng băng do Covid-19. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ,
tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm đất Việt, gạch ngói không rêu mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.